Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy, thì nên biết vị ấy đã trụ vào địa vị bất thối chuyển, không lìa Bát Nhã Ba La Mật đa có thể như thật quán thật tánh của các pháp. Lại nữa, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân muốn học thanh văn địa, nên siêng năng lắng nghe thọ trì đọc tụng, kiên trì Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy, theo lý tư duy suy xét quan sát để đạt đến cứu cánh. Vị nào muốn học độc giác địa cũng phải siêng năng lắng nghe thọ trì đọc tụng, kiên trì Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy, tư duy đúng lý suy xét quan sát rõ ràng để đạt đến cứu cánh. Vị nào muốn học Bồ Tát địa và Như Lai địa cũng nên siêng năng lắng nghe thọ trì đọc tụng, kiên trì Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa này, tư duy đúng lý suy xét quan sát rõ ràng để đạt đến cứu cánh. Vì sao? Này thiện hiện, như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa có nói và chỉ dạy rõ ràng về pháp của ba thừa, nếu Đại Bồ Tát có thể học Bát Nhã Ba La Mật đa thì đối với tất cả pháp của ba thừa đã học đều được thiện xảo. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật đa và Đại Bồ Tát con đều không biết, không đắc, cũng không thấy, vậy sao ngài dạy con phải truyền trao chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật đa cho các Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật đa con không biết, không đắc, cũng không thấy, nếu con đem Bát Nhã Ba La Mật đa truyền trao chỉ dạy cho các Đại Bồ Tát thì chắc chắn con sẽ hối hận. Bạch Thế Tôn, đối với các pháp con không biết, không đắc, cũng không thấy, nếu con đem các pháp truyền trao chỉ dạy cho các Đại Bồ Tát, nhất định con sẽ hối hận. Bạch Thế Tôn, đối với các pháp không tăng không giảm, con không biết, không đắc, cũng không thấy, thì tại sao nói đây là Đại Bồ Tát, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, tên của các Đại Bồ Tát và tên của Bát Nhã Ba La Mật Đa đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì hai nghĩa này là vô sở hữu. Cả hai tên này đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với sắc cho đến thức tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là sắc cho đến thức? Tên của sắc vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của sắc vân vân ấy là vô sở hữu, nên tên của sắc vân vân ấy hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với nhãn xứ cho đến ý xứ tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy, thì tại sao nói đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, tên của nhãn xứ vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của nhãn xứ vân vân là vô sở hữu, nên tên của nhãn xứ vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với sắc xứ cho đến pháp xứ tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy, thì tại sao nói đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, tên của sắc xứ vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì nghĩa của sắc xứ vân vân là vô sở hữu, nên tên của sắc xứ vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với nhãn giới cho đến ý giới tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy, thì tại sao nói đây là nhãn giới cho đến ý giới, tên của nhãn giới vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì nghĩa của nhãn giới vân vân là vô sở hữu, nên tên của nhãn giới vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với sắc giới cho đến pháp giới tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy, thì tại sao nói đây là sắc giới cho đến pháp giới, tên của sắc giới vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì nghĩa của sắc giới vân vân là vô sở hữu, nên tên của sắc giới vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy, thì tại sao nói đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tên của nhãn thức giới vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì nghĩa của nhãn thức giới vân vân là vô sở hữu, nên tên của nhãn thức giới vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ.
Bạch Thế Tôn, đối với nhãn xúc cho đến ý xúc, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là nhãn xúc cho đến ý xúc, tên của nhãn xúc vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của nhãn xúc vân vân là vô sở hữu, nên tên của nhãn xúc vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tên của nhãn xứ vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân là vô sở hữu, nên tên của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với vô minh cho đến lão tử, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là vô minh cho đến lão tử? Tên của vô minh vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của vô minh vân vân là vô sở hữu, nên tên của vô minh vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với vô minh diệt cho đến lão tử diệt, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là vô minh diệt cho đến lão tử diệt? Tên của vô minh diệt vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của vô minh diệt vân vân là vô sở hữu, nên tên của vô minh diệt vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với tham sân si cho đến các kiết sử tùy miên kiến thú, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là tham vân vân, tên của tham vân vân ấy đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của tham vân vân ấy là vô sở hữu, nên tên của tham vân vân ấy hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, tên của bố thí vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì nghĩa của bố thí vân vân là vô sở hữu, nên tên của bố thí vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với ngã cho đến người thấy, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là ngã cho đến người thấy, tên của ngã vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì nghĩa của ngã vân vân là vô sở hữu, nên tên của ngã vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tên của bốn niệm trụ vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì nghĩa của bốn niệm trụ vân vân là vô sở hữu, nên tên của bốn niệm trụ vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với ba pháp môn giải thoát, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là ba pháp môn giải thoát, tên của ba pháp môn giải thoát vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì nghĩa của ba pháp môn giải thoát vân vân là vô sở hữu, nên tên của ba pháp môn giải thoát vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tên của bốn tịnh lự vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì nghĩa của bốn tịnh lự vân vân là vô sở hữu, nên tên của bốn tịnh lự vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xà, tùy niệm thiên, tùy niệm hơi thở, tùy niệm chết, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là tùy niệm Phật cho đến tùy niệm chết,
tên của tùy niệm Phật vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của tùy niệm Phật vân vân là vô sở hữu, nên tên của tùy niệm Phật vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là năm loại mắt, sáu phép thần thông, tên của năm loại mắt vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của năm loại mắt vân vân là vô sở hữu, nên tên của năm loại mắt vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tên của 10 lực Phật vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của 10 lực Phật vân vân là vô sở hữu, nên tên của 10 lực Phật vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với năm thủ uẩn như mộc, như ánh sáng, như tiếng vọng, như quáng nắng, như bóng dáng, như chằng tròng nước, như huyễn hóa, như biến hóa, vân vân, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là năm ngũ uẩn như mộng, vân vân, tên của năm thủ uẩn như mộng, vân vân, đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của năm thủ uẩn như mộng, vân vân, vô sở hữu, nên tên của năm thủ uẩn như mộng, vân vân, hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với viễn ly, tịch tịnh, không sanh không diệt, không thành không hoại, không nhiễm không tịnh, chân như pháp giới, pháp trụ, pháp định, thật tế, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là viễn ly cho đến thật tế, tên của viễn ly vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của viễn ly vân vân là vô sở hữu, nên tên của viễn ly vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với pháp hữu vi, vô vi, hữu lậu, vô lậu, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là pháp hữu vi, hữu lậu, vô lậu, tên của hữu vi vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của hữu vi vân vân là vô sở hữu, nên tên của hữu vi vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, tên của quá khứ vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của quá khứ vân vân là vô sở hữu, nên tên của quá khứ vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các Bồ Tát, Thanh Văn Tăng, vân vân, tăng hay giảm, ở hàng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các Bồ Tát, Thanh Văn Tăng, vân vân, tên của mười phương, vân vân, đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của mười phương vân vân là vô sở hữu, nên tên của mười phương vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với các pháp tăng hay giảm đã nói ở trên, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là Đại Bồ Tát, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa và Đại Bồ Tát, con không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì làm sao con đem Bát Nhã Ba La Mật Đa để truyền trao dạy bảo cho các Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tên của các Đại Bồ Tát và tên của Bát Nhã Ba La Mật Đa đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì hai nghĩa này là vô sở hữu, nên cả hai tên này đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ.
Bạch Thế Tôn, như vậy các pháp do nhân duyên hòa hợp nên giả gọi là Đại Bồ Tát, giả gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy trong uẩn xứ giới là giả danh nên không thể nói, cho đến trong 18 pháp Phật bất cộng cũng không thể nói. Như vậy trong năm thủ uẩn như mộng cho đến như biến hóa không thể nói, trong tịch tịnh viễn ly vân vân không thể nói, cho đến trong tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các Bồ Tát thành văn tăng vân vân trong hoàng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương cũng không thể nói. Vì sao? Bạch Thế Tôn, các pháp tăng giảm nói ở trên con không biết, không đắc cũng không thấy. Bạch Thế Tôn, tên của năm uẩn vân vân nói như vậy không có căn cứ, tên các Đại Bồ Tát và tên của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không có căn cứ để nói. Như vậy tên của Như Mộng vân vân không có căn cứ để nói, tên của Hư Không không có căn cứ để nói, tên của Địa Thủy Hỏa Phong không có căn cứ để nói, tên của Giới Định Tuệ giải thoát trí kiến không có căn cứ để nói, tên của Dự Lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác và các pháp khác không có căn cứ để nói, tên của Thiện Bất Thiện Thường Vô Thường Lạc Khổ Ngã Vô Ngã Tịch Tịnh Không Tịch Tịnh Hữu Vô vân vân đều không có căn cứ để nói. Như vậy tên của Đại Bồ Tát và tên của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không có căn cứ để nói. Vì sao? Vì các tên ấy đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì các nghĩa ấy vô sở hữu. Tên